ám mắt đỏ nha mọi người, ám mắt đỏ nha. Dạ hạt Hòa Bình ám mắt đỏ, Hòa Bình ám mắt đỏ nha mọi người. Cây này đẹp cho mọi người luôn. Em sẽ lựa một số cây đẹp bán cho anh chị về sưu tầm làm giống cây Hòa Bình và ám mắt đỏ Phương Thùy nha. Ở trong lô thì em sẽ lựa ra một số cây sẽ to khỏe mạnh, như cây em sẽ lựa một số cây như này đó, như có mầm gốc nha, một thân tầm 25 xăng có mầm gốc em bán giá là 200.000 một cây, thì em sẽ lựa cây đẹp trong lô bán cho mọi người với giá 200.000 một cây nha. Anh chị nào muốn mua cây có mầm gốc là 200.000, dài tầm 30 xăng, có cây có nụ rồi ha, nhưng mà một số cây chưa mầm gốc thì em sẽ lựa cây mầm gốc đẹp cho mọi người ha. 200.000 một chậu nha mọi người. Ai chốt 200 kèm số điện thoại vô, chốt kèm số điện thoại vô 200 nha. Nhớ nha, số lượng chỉ có hàng thôi, nó chỉ có một ít cây như vậy thôi. Em để cho mọi người với giá là 200.000. Em trồng được 3 năm rồi đó mọi người. Trồng 3 năm bây giờ lừa 200.000 một chậu đó. 200.000 một ám mắt đỏ Hòa Bình nha. Rất là đẹp cho mọi người luôn ha. 200.000 một cốc có mầm gốc, thân nó sau này cũng rất là tím đẹp luôn. 200.000 một cây. Đây là cây nè, cây nó cứ mập nù như vậy là được rồi. Mọi người về nó sẽ lên mầm gốc cho mọi người, lên mầm gốc và sẽ mập to lên ha. Cây mập là được, nó sẽ lên ki nha, lên ki rất là nhiều trên thân luôn.